Song Hye Kyo lộ tình trạng bất ổn khiến fan lo lắng, đẹp nhưng không hạnh phúc. Mới đây, Song Hye Kyo bất ngờ khiến cộng đồng mạng hoang mang khi vừa đăng loạt ảnh xinh đẹp trên Instagram và xóa ngay sau đó. Cụ thể, Song Hye Kyo vừa đăng 3 tấm ảnh chụp cùng thú cưng, bao gồm một ảnh màu và hai ảnh đen trắng. Như thường lệ, mỹ nhân lại mượn người bạn lắm lâu này che đi một phần gương mặt. Trong ảnh, Song Hye Kyo để tóc ngắn ngào phai trông rất giống tạo hình.